Xin chào các bạn, hôm nay mình lại giới thiệu với các bạn về món chè bột lọc nhé. Đây là bát chè của mình sau khi mình đã nấu xong, gồm có hạt bột lọc này, đấy, gọi là trân châu và lạc, dừa lạo, đấy, dừa miếng, rất tuyệt vời các bạn ạ. Đây là sản phẩm của mình sau khi đã làm xong, mình mời các bạn cùng thưởng thức cùng mình nhé. Bây giờ mình xin trình bày cách làm cho các bạn xem nhé. Mời các bạn hãy theo dõi video của mình. Nguyên liệu các bạn cần chuẩn bị đó là nguyên liệu chính, đó là bột năng. Bột năng nhé các bạn nhé. Đấy, đây là mình dùng một nạng bột năng 100g đấy ạ. Đây là mình có thêm một chút bột bắp. Bởi vì sao mình muốn thêm bột bắp vào là khi cái hạt trân châu nó không trong, nó hơi đục. Và đây là một chút đường, và đây là một chút dừa và một miếng gừng, và một chút dừa mình đã lạo rồi đấy ạ, và một chút ăn kèm đó là lạc. Nếu các bạn có nhu cầu ăn kèm thêm có thể thêm một chút nước cốt dừa là cũng được đấy các bạn ạ. Lạc rang rồi các bạn nhá, mình bóc vỏ rồi. Bây giờ mình trộn hai bột này vào nhau, có nghĩa là cái bột bắp này các bạn có thể là cho thêm thôi, còn các bạn không cho thì dùng bột năng không cũng được ạ, bởi vì mình đã gọi là chè bột lọc mà. Đấy, thế mình trộn đều lên rồi thì các bạn bớt lại một chút để khi mình nấu nước chè đấy ạ, để mình cho vào nhé. Đấy, mình bớt lại một chút như vậy. Sau đó cái bột này, cái bột lọc này các bạn thích ăn ngọt thì các bạn cho thêm một tí đường vào, các bạn trộn lên. Tùy vào các bạn, các bạn ăn ngọt nhiều hay ngọt ít nhé, thì các bạn cho thêm đường vào. Sau đó mình bắt đầu cái gừng này các bạn, đây là mình cho gừng vào để tạo mùi thơm của chè đấy ạ. Còn không các bạn không thích thì các bạn không cho cũng không sao nhé. Đấy, mình thái thành miếng như này. Nếu các bạn chỉ cần lấy nước thơm thôi thì các bạn chỉ cần thái miếng như này thôi. Còn đây là mình cắt nhỏ ra. Đấy, mình cắt thành một miếng, sau đó mình thái nhỏ nó ra là được rồi các bạn ạ. Bởi vì mục đích là mình muốn cho gừng này vào để mình khi mình ăn chè rất là thơm đấy các bạn ạ. Về mùa hè thì chắc chắn hẳn rằng là cơm canh thì tất nhiên là cũng không thể bỏ bữa được, nhưng mà ăn rất là ít đúng không ạ? Do vậy mà mình các bạn nên sử dụng các cái loại chè này để vừa giải nhiệt vừa giải khát, rất tuyệt vời đấy ạ. Đấy, miếng dừa các bạn cắt ra như này nhá. Đây là mình cắt đôi miếng dừa này ra để mình cắt những cái nhân của bột lọc đấy ạ. Mình làm nhân của các cái viên bột lọc. Đấy, các bạn cắt đôi như này. Sau đó các bạn hãy cắt nhỏ ra. Đấy, sau khi các bạn đã cắt xong rồi, đây là để làm nhân bột là hạt bột lọc này. Sau đó các bạn cắt thành miếng to nữa. Đấy, các bạn cắt thành những miếng to này để các bạn cho vào bát chè cho hấp dẫn nhé. Đấy là các bạn muốn ăn thêm nè. Mình hướng dẫn các bạn tất cả luôn ạ. Các bạn cắt thành miếng như này thì các bạn cho bát chè để hấp dẫn nhé. Và các bạn nên nhớ rằng là cái dừa mà mình nấu chè này các bạn nên dùng dừa non hoặc dừa bánh tẻ thôi nhé. Các bạn đừng dùng dừa cứng quá thì nó rất là ăn nó rất là cứng ạ. Sau khi các bạn đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ các bạn là cái bát bột lọc, cái bát bột năng các bạn vừa chuẩn bị đấy, thì bây giờ các bạn cho nước thật sôi vào nhé. Các bạn đổ nước cho, các bạn nên đổ nước từ từ nhé, bởi vì là khi cái bột năng này mà nó nhiều nước quá là các bạn không nặn được đâu ạ. Các bạn đổ từ từ này, thật sôi các bạn nhé. Đấy, từ 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 đó các bạn quấy lên làm sao mà nó quẹn vào nhau, bột nó quẹn vào nhau đến khi rất là mịn màng các bạn nhé, mịn và dẻo.
Đây, các bạn lấy tay các bạn lặn đi này đấy. Ấy lúc vừa đầu tiên là mình dội nước sôi vào rất là nóng, do vậy mà mình không dùng tay được. Do vậy mà sau khi nó hơi nguội nguội một tí rồi các bạn mới dùng tay các bạn bóp đi bóp lại thật nhiều để cho cái bột nó mịn và dẻo các bạn nhé. Và các bạn vẫn phải lên mà dùng một chút bột áo bên ngoài để nó đỡ phải dính vào tay đấy. Hay cái bột áo này các bạn nặn nó vào để cho đỡ phải dính ạ. Hay không dính lắm. Nếu mà nó vừa ướt tới thì rất là dính. Các bạn thấy bột của mình đã dẻo và ra kéo được rồi đấy. Đấy các bạn nặn được rồi. Thì bây giờ các bạn tiến hành để các bạn nặn viên nhé. Đấy các bạn về như này, nếu mà dính quá thì các bạn lại lặn một tí bột áo vào đỡ phải dính vào tay nhé. Đấy các bạn lại cho xoa một tí bột vào tay ấy, và đỡ khỏi dính. Các bạn về ăn viên to hay viên nhỏ là tùy ý mình nhé. Sau khi các bạn đã nặn hết thành viên như này rồi, bây giờ các bạn mang đi luộc nhé. Đấy, các bạn dùng nước sôi này xong các bạn gạt vào này. Và sau đó các bạn cứ đun đun đến khi mà nó sôi và nổi lên nhá, giống như là mình nộp bánh trôi đấy các bạn ạ. Nhưng sau khi nổi lên rồi thì các bạn vẫn để sôi khoảng 3 đến 5 phút nhá, cho chín hẳn nhá. Thế mình chọc cái đũa vào nó bị dính ạ. Đấy, các bạn cứ luộc như vậy đến khi nó sôi là nó chín, nó sẽ nổi lên ạ. Và trong khi chờ cái bột trân châu này nó chín thì các bạn đi chuẩn bị một bát nước lạnh nhé. Nước lạnh. Đấy, để cho cái bánh này nó chín. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, chín và nó nổi lên đấy ạ. Đó, các bạn vớt ra bát nước này. Mình tắt bếp và mình vớt ra. Đấy, sau khi mình đã vớt ra xong rồi đây các bạn nhé. Và trong thời gian chờ đợi thì các bạn lại tiếp tục đi thắng cái nước chè đấy ạ. Các bạn cho ít nước vào này, và cái bột năng các bạn vừa bớt lại đấy thì các bạn cho tí nước vào, các bạn hòa tan ra. Và sau đó mình quấy để khi nước chè nó có độ sánh đấy ạ. Và mình cho đường các bạn nhé. Cho đường thì lượng ăn ngọt hay nhạt đấy là tùy vào các bạn. Nếu các bạn nấu một bát thì các bạn cho khoảng một
thìa đường thôi. Và các bạn quấy lên này. Quấy lên thì sau khi đã sôi rồi, bây giờ các bạn cho các nguyên liệu tiếp theo mình chuẩn bị, đó là mình cho cái gừng vào cho thơm này. Mình cho cái dừa miếng nữa, lúc đấy mình cắt miếng to đấy ạ, để là tạo ra cái miếng dừa to đấy ạ. Sau đó các bạn lại gạt đấy, gạt cái gừng mà mình lấy mùi thơm đấy ạ. Khi mình đun này cái nước chè rất là thơm đấy. Sau khi đã sôi đủ độ chín của bột năng rồi bây giờ các bạn múc cái chân trâu các bạn cho vào, các bạn quấy đều lên. Đấy, sau khi đã sôi đủ độ sôi các bạn tắt bếp và các bạn mang ra bát để thưởng thức thôi. Đây, các bạn múc vào bát này. Và các bạn múc ra bát xong rồi, bây giờ các bạn rắc các đồ ăn kèm lên nhé. Đó là lạc rang. Lạc rang này. Sau đó các bạn rắc một chút dừa lạo lên. Đấy. Nếu các bạn có nhu cầu ăn thêm, các bạn lại cho thêm một chút nước cốt dừa, nó cũng rất là hay. Rất là tuyệt ạ. Đấy, bát chè của mình đến đây đã xong rồi. Mời các bạn cùng thưởng thức đi. Xin chúc các bạn thành công. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thích video, nhớ ấn like, chia sẻ kênh giúp mình với bạn bè nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Đăng ký để được xem những video gần nhất của mình. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ạ.